tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 11 năm 1986, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành bắt đầu công tác tại Sở Điện lực Đồng Nai, nay là Công ty Điện lực Đồng Nai. Từ tháng 11 năm 1986 đến tháng 11 năm 1990 là chuyên viên phòng kinh doanh Sở Điện lực Đồng Nai. Từ tháng 11 năm 1990 đến tháng 8 năm 1995 là phó trưởng phòng kinh doanh Sở Điện lực Đồng Nai. Từ tháng 9 năm 1995 đến tháng 1 năm 2005 là đảng ủy viên, bí thư chi bộ, trưởng phòng kinh doanh Công ty Điện lực Đồng Nai. Từ tháng 2 năm 2005 đến tháng 11 năm 2007 là phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc Công ty Điện lực Đồng Nai. Tháng 12 năm 2007, đồng chí được bầu giữ chức giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai. Sau đó, đồng chí được bầu vào ban chấp hành đảng bộ khối doanh nghiệp và là bí thư đảng ủy công ty. Từ tháng 11 năm 2010 đến nay, đồng chí là ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối doanh nghiệp, bí thư đảng ủy, chủ tịch kiêm giám đốc công ty. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành cũng chứng tỏ năng lực chuyên môn cao, dám nghĩ, dám làm, nhất quán, quyết liệt và sự mềm dẻo trong chỉ đạo điều hành. Đặc biệt, với cương vị là bí thư đảng ủy, đồng chí luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong toàn đảng bộ. Xây dựng công ty trở thành một tập thể đoàn kết, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những đóng góp của đồng chí đã góp phần quan trọng tạo nên dấu ấn của Công ty Điện lực Đồng Nai. Ngành điện Đồng Nai cũng đã phát triển đi đến một bước vượt bậc, đáp ứng với một cái tỉnh mà có cái nhu cầu về điện đứng thứ ba của cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Công ty Điện lực Đồng Nai đến giờ phút này đã đảm bảo cung cấp điện ổn định cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của một cái tỉnh mà nằm ở trong cái khu vực trọng điểm kinh tế của phía Nam. Rất là tự hào đối với cái việc đã xây dựng được một cái hệ thống điện tương đối hoàn chỉnh và ứng dụng công nghệ hiện đại. Hàng năm thì công ty luôn luôn hoàn thành tất cả các cái chỉ tiêu mà được Tập đoàn Điện lực và Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao cho. Hơn 2.000 cán bộ công nhân viên của công ty, hàng trăm cán bộ công nhân viên có trình độ là đại học và trên đại học và nắm vững được công nghệ để quản lý vận hành lưới điện ở trên địa bàn. Đồng chí luôn quan tâm chỉ đạo công ty tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thiện nguyện xã hội, qua đó xây dựng hình ảnh Công ty Điện lực Đồng Nai là một doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội. Với vai trò là người đứng đầu, đồng chí đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi gia đình cán bộ hưu trí, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày truyền thống, ngày lễ lớn, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các tập thể và người lao động trong toàn công ty. Cá nhân đồng chí cũng tích cực tham gia các phong trào rèn luyện thể thao. Đặc biệt, nhiều năm liền, đồng chí đạt thành tích cao môn quần vợt tại các giải đấu cấp công ty, tổng công ty và các giải thi đấu giao hữu khác. Những thành quả của công ty đạt được trong những năm qua đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Nam ghi nhận bằng những phần thưởng xứng đáng. Đảng bộ công ty nhiều năm liền được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Công đoàn và đoàn thanh niên công ty hàng năm đạt đơn vị vững mạnh. Để giữ vững cái truyền thống
phát huy được những cái kết quả đã đạt được của công ty trong cái thời gian vừa qua. Với cái vai trò là nằm trong cái tập thể lãnh đạo công ty thì tôi cũng rất là mong muốn các cái thế hệ cán bộ công nhân viên hiện nay cũng như là tiếp theo sẽ đoàn kết và giữ vững cái truyền thống tốt đẹp đó và tiếp tục phát triển công ty ngày càng tốt hơn và đáp ứng được những cái mong mỏi của xã hội. Suốt chặng đường gần 40 năm công tác, với những đóng góp của mình, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành được tặng thưởng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Đồng Nai luôn trân trọng và cảm ơn những đóng góp của đồng chí Nguyễn Ngọc Thành đối với ngành điện lực nói chung và điện lực Đồng Nai nói riêng. Mong đồng chí sẽ vẫn dõi theo, động viên và tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của công ty. Kính chúc đồng chí luôn mạnh khỏe và tận hưởng những năm tháng hạnh phúc bên gia đình, người thân.